Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm VLOOKUP và hàm VLOOKUP kết hợp với hàm MATCH để dò tìm tự động. Thì đầu tiên yêu cầu của chúng ta là cần phải lấy cái giá trị từ cái bảng ở phía dưới lên bảng phía trên, dò tìm theo những cái mã hàng đã có sẵn. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm VLOOKUP để chúng ta lấy. Thì thông thường trong thực tế vì bảng dữ liệu của chúng ta rất nhiều cột, cho nên là chúng ta lên đánh số thứ tự ở các cái cột để chúng ta có được những cái con số, để sau đó chúng ta sẽ đưa vào cái hàm VLOOKUP để tránh cái tình huống là nhầm lẫn. Thì chúng ta sẽ gõ số 1 và số 2, sau đó các bạn sẽ kéo và không nên nhập trực tiếp từng con số vào từng cột, bởi vì tránh cái tình huống là những cái cột mà nó bị ẩn thì chúng ta sẽ dễ bỏ qua và không đánh số thứ tự cho những cái cột ẩn đó, dẫn đến là khi mà chúng ta lấy dữ liệu nó sẽ bị sai đó. Thì trong bảng của chúng ta nếu nó không có thì chúng ta có thể là thêm một cái dòng và sau đó là chúng ta đánh số thứ tự như thế này, để sau đó chúng ta sẽ xác định được là cái cột đó là cột số mấy để chúng ta đưa con số đó vào trong cái hàm VLOOKUP đó. Khi chúng ta lấy dữ liệu xong, chúng ta có thể là ẩn cái hàng đó đi hoặc xóa đi đều được. Đó là cái cách, cái mẹo để mà chúng ta lấy những cái con số ở những cái cột đó một cách chính xác và không bị sai. Đó. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà dùng cái hàm VLOOKUP để lấy một cách thông thường, bằng cách thủ công như là mọi người thường làm trước. Thì mình sẽ sử dụng cửa sổ hàm. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập dấu bằng và chúng ta sẽ lấy cái hàm VLOOKUP ra, hoặc là các bạn cũng có thể là gõ tên hàm đều được. Đầu tiên đối số của hàm VLOOKUP chính là cái giá trị dò tìm, thì ở trong tình huống này là mã hàng. Mình sẽ chọn vào cái ô mã hàng cùng cái dòng với cái hàng mà mình đặt cái công thức. Sau đó chúng ta sẽ chuyển con trỏ xuống dưới. Nếu các bạn viết công thức thì tới cái bước này thì chúng ta sẽ viết dấu phẩy hoặc là dấu chấm phẩy tùy theo định dạng của máy tính. Sau đó chúng ta sẽ quét bảng dữ liệu ở phía dưới và sau đó chúng ta cố định nó. Đấy, chúng ta nhấn F4 để cố định, hoặc là có thể có những cái máy laptop nào đó nếu mà các bạn nhấn F4 mà không cố định được thì các bạn sẽ phải nhấn phím FL và F4, đồng thời phím Fn và F4. Rồi bây giờ giả sử chúng ta cần lấy cái cột tên hàng để đưa lên trên thì chúng ta sẽ nhập số 2 ở đây, bởi vì cột tên hàng nó nằm ở cột số 2 và cách dò chúng ta sẽ để nó không. Chúng ta dò chính xác tuyệt đối và chúng ta sẽ kéo công thức xuống, như vậy là chúng ta đã lấy được tên hàng từ dưới lên trên rồi. Tương tự như vậy, cột số lượng thì chúng ta cũng làm tương tự. Chúng ta lấy hàm VLOOKUP, sau đó chọn vào mã hàng và chuyển con trỏ xuống. Sau đó chúng ta sẽ quét cái bảng dữ liệu và cố định nó. Đấy. Cột số lượng là chúng ta sẽ chọn vào số 3, bởi vì chúng ta sẽ lấy cái cột số lượng và nó nằm ở cột số 3. Đấy, thì chúng ta chọn số 3 và cái cách dò chúng ta vẫn chọn là số 0, dò chính xác tuyệt đối và chúng ta kéo xuống. Thì như quan sát các bạn thấy là những cái giá trị này nó chính xác rồi, đúng không ạ? So sánh như bảng ở dưới nó rất chính xác rồi. Nhưng mà nếu mà làm như thế này thì giả sử chúng ta cần lấy nhiều cột thì chúng ta mỗi cột thì chúng ta sẽ phải nhập công thức một lần, thì nó hơi lâu. Tuy nhiên là trong thực tế thì vẫn có thể là cũng có thể là làm như vậy. Đấy, nhưng mà nếu giả sử như chúng ta muốn lấy dữ liệu nhiều cột một lúc thì chúng ta có thể là kết hợp với cái hàm MATCH để chúng ta lấy nó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết hợp giữa cái hàm VLOOKUP và cái hàm MATCH để chúng ta lấy dữ liệu cho nó nhanh chóng hơn. Đấy, đầu tiên chúng ta cũng sẽ lấy cái hàm VLOOKUP đó và mình cũng chọn vào cái giá trị dò tìm đó. Mình làm bình thường từng bước một nhé, sau đó để cho các bạn dễ hiểu hơn. Đấy, bước tiếp theo là chúng ta cũng quét cái bảng này. Đấy, và chúng ta cố định nó. Rồi cách dò chúng ta vẫn là dò chính xác tuyệt đối là số 0. Tại cái cột này, tại cái cột số thứ tự cột cần lấy dữ liệu này thì chúng ta có phải là chúng ta sẽ thay đổi những cái con số này liên tục, đúng không ạ? Đấy, thay đổi từ số 2 đến số 6, đúng không ạ? Tức là tương ứng với cột tên hàng đến cột thành tiền. Thì lúc này chúng ta sẽ không viết con số cố định ở đây mà chúng ta sẽ lấy một cái hàm MATCH ra để chúng ta sẽ kết hợp. Đấy, hàm MATCH là chúng ta sẽ dò tìm vào cái tiêu đề của cái cột ở phía trên này. Đấy, và chúng ta sẽ nếu mà mình cứ làm bình thường để tí nữa nó sẽ ra những kết quả nó có thể nó sẽ bị sai ở những cái dòng sau khi mình kéo công thức. Mình cứ để như vậy để sau đó mình sửa để cho các bạn sẽ dễ hiểu hơn đó. Và sau đó mình sẽ quét cái vùng này, vùng tiêu đề này, và mình sẽ cố định cái vùng tiêu đề đó. Và cách dò là chúng ta cũng là dò tuyệt đối, sau đó mình enter. Đấy, bây giờ mình sẽ kéo công thức xuống, các bạn xem điều gì sẽ xảy ra sau đó nhé. Đó, các bạn thấy là kết quả đầu tiên ấy, thì nó đúng rồi. Đấy, kết quả đầu tiên rồi là đúng rồi. Nếu mình kéo xuống thì kết quả đầu tiên nó đúng, đúng không ạ? Bây giờ mình kéo sang bên phải này, các bạn xem nhé. Đó, thì nó cũng chỉ đúng được cái kết quả đầu tiên thôi, còn những cái kết quả sau nó không đúng, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải làm như nào? Chúng ta cần phải kết hợp với cái việc là cố định hàng, cố định cột để cho nó sẽ ra kết quả mà như chúng ta mong muốn. Thì đầu tiên mình sẽ sửa từng cái một cho các bạn xem. Các bạn để con trỏ vào cái hàm VLOOKUP và các bạn chọn vào FX thì nó sẽ hiện cái hàm VLOOKUP giao cho chúng ta. Đây là cái giá trị dò tìm của hàm VLOOKUP. Thì để giá trị dò tìm chính là cái cột mã hàng. Bây giờ chúng ta cần phải kéo xuống dưới và kéo sang bên phải. Thì khi mà chúng ta kéo xuống dưới thì cột nó sẽ không thay đổi, đúng không ạ? Cột không thay đổi, nhưng mà hàng thì nó sẽ thay đổi liên tục, đúng không ạ? Đấy, cột kéo xuống dưới thì cột không thay đổi, nhưng mà hàng sẽ thay đổi. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta kéo sang bên phải thì có phải là chúng ta phải cố định cái cột B đó lại, đúng không ạ? Cố định cột B đó lại thì chúng ta tại cái giá trị dò tìm này chúng ta sẽ cố định cột B. Đấy, và không cố định hàng để chúng ta kéo xuống để hàng thay đổi. Đấy, còn khi chúng ta kéo sang phải thì cột đó không được phép thay đổi. Đó, đấy là cái giá trị dò tìm của hàm VLOOKUP. Rồi tiếp theo là cái giá trị dò tìm của hàm MATCH này là chính là cái tiêu đề của cái bảng đó. Tiêu đề của cái bảng đó thì bây giờ chúng ta xét nhé. Nếu mà chúng ta kéo xuống dưới thì có phải là cái hàng đó không được phép thay đổi, đúng không ạ? Khi mà chúng ta kéo xuống dưới thì hàng không được thay đổi, có nghĩa là chúng ta phải cố định hàng, đúng không ạ? Cố định hàng. Và khi chúng ta kéo sang bên phải thì cột nó phải thay đổi, bởi vì chúng ta lấy tên hàng, đúng không ạ? Sau đó lấy số lượng, lấy đơn giá, tiền chiết khấu và thành tiền. Thì khi chúng ta kéo sang phải thì cột nó sẽ phải thay đổi. Hàng khi mà chúng ta kéo xuống dưới, hàng không được thay đổi. Do vậy chúng ta sẽ cố định hàng ở cái giá trị dò tìm của hàm MATCH. Đó, sau đó chúng ta chọn OK. Bây giờ chúng ta kéo xuống này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó đúng rồi, đúng không ạ? Rồi bây giờ các bạn có thể là kéo sang phải này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó đúng luôn. Bây giờ mình kéo xuống dưới này. Đấy, đúng rồi các bạn nhé. Các bạn có thể so sánh với kết quả là các bạn sẽ xem là chúng ta làm như vậy là chính xác rồi, đúng không ạ? Chúng ta có thể quan sát là chúng ta có thể biết được. Đây là cái cách ứng dụng hàm VLOOKUP kết hợp với cái hàm MATCH. Đó, thì mình là làm Mr. Cảnh, mình chuyên đào tạo tin học văn phòng cho người đi làm, từ cơ bản đến chuyên sâu, và đào tạo lập trình VBA. Đấy, nếu các bạn mà muốn học một khóa tin học dành cho người đi làm, kể cả cho người chưa biết gì về máy tính, các bạn có thể liên hệ với mình, thông tin ở dưới video này. Và nhớ các bạn đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn.